Chiến hữu xin kính chào quý thính giả. Trong những buổi thu âm tới đây, Chiến hữu xin gửi tới quý vị các tác phẩm của nhà văn Kim Lân đã được thu âm trước đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả qua đôi dòng sau đây. Nhà văn Kim Lân sinh năm 1920, mất năm 2007. Tên thật là Nguyễn Văn Tài, là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong văn học Việt Nam. Quê ông ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, sự nghiệp văn học của ông đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người đọc với những tác phẩm xuất sắc và tâm hồn đậm đà của một con người sống gắn bó với đồng ruộng và cuộc sống nông thôn. Kim Lân bắt đầu sáng tác văn học từ năm 1941 và nhanh chóng trở thành một nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Tác phẩm của ông thường xuất hiện trên các tờ báo văn nghệ như Tiểu thuyết thứ bảy và Trung Bắc Chủ Nhật. Sự tận tụy và đam mê của Kim Lân đã giúp ông tạo nên những tác phẩm độc đáo và giàu tình cảm về cuộc sống và con người nông thôn Việt Nam. Năm 2001, ông được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, là một sự công nhận đáng giá cho đóng góp của ông trong lĩnh vực văn học. Những tác phẩm tiêu biểu của Kim Lân bao gồm Vợ nhặt, Làng, Con chó xấu xí và nhiều tác phẩm khác tất cả đều thể hiện phong cách sáng tác đầy tình cảm và sâu sắc về cuộc sống và tâm hồn của con người nông thôn phong cách sáng tác của kim lân luôn vững vàng và chân thực khiến cho độc giả dễ dàng đồng cảm và lắng nghe những câu chuyện mà ông muốn kể ông đã gắn bó với đồng ruộng suốt đời và viết về cuộc sống nông thôn không chỉ bằng cách mô tả hiện thực mà còn thông qua những trải nghiệm và tình cảm sâu sắc của một con người hiểu rõ vị thế và giá trị của nông dân. Kim Lân đã để lại một di sản văn học quý báu và là nguồn cảm hứng cho thế hệ nhà văn sau này. Sau đây, Chiến Hữu xin giới thiệu với quý thính giả truyện ngắn Vợ Nhặt được nhà văn Kim Lân viết về thời kỳ xảy ra nạn đói năm 1945 diễn ra tại Thái Bình. Tác phẩm in trong tập Con chó xấu xí 1962. Tiền thân của chuyện là tiểu thuyết Sóng Ngụ Cư 1946, được viết ngay sau cách mạng tháng 8, nhưng còn giang dở và bị mất bản thảo. Về sau năm 1954, tác giả đã dựa vào cốt truyện cũ để viết chuyện ngắn này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trước kia mỗi chiều, cứ vào lúc chặn vạng mặt người thì chàng đi làm về hắn bước ngật ngưỡng trên con đường khẳng khiu luẩn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào trong bến hắn vừa đi vừa tùng tỉm cười hai con mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều hai bên quay hàm bệnh ra sung sung làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhính những ý nghĩ gì vừa lý thú vừa giữ tợn hắn có tật vừa đi vừa nói hắn làm nhảm than thở những điều hắn nghĩ Trẻ con trong xóm cứ thấy cái thân hình to lớn và vả của hắn Từ dốc chợ đi xuống Là ùa cả ra vây lấy hắn Gieo cười váng lên À anh chàng Anh chàng đã về chúng mày ơi Anh chàng ơi bế em mấy Anh chàng ơi đã uống rượu chưa Anh chàng ơi Đứa túm đằng trước Đứa túm đằng sau Đứa cù đứa kéo đứa lôi chân không cho đi Chàng chỉ ngửa mặt lên cười hành hạch Cái sóng ngụ cư tồi tàn ấy Mỗi chiều lại xôn xao lên được một lúc Nhưng độ này thì trẻ con không đứa nào buồn ra đón chàng nữa Chúng nó ngồi ủ rũ dưới những xó đường không buồn nhúc nhích Trong bóng chiều nhã nhem Chàng đi từng bước mệt mỏi Chiếc áo nâu tàng vắt ra một bên cánh tay Cái đầu chọc nhãn chúi về đằng trước Hình như những lo lắng chật vật trong một ngày đè xuống cái lưng to rộng như lưng gấu của hắn. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau, lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngả dạ. Không buổi sáng nào, người trong làng đi chợ đi làm đồng, không gặp ba bốn cái thây nằm còng que bên đường. Không khí vẫn lên mùi ẩm thối, của rác rưởi và mùi gây của xác người. Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy Một buổi chiều người trong xóm bỗng thấy Chàng về với một người đàn bà nữa Mặt hắn có một vẻ gì Phản phơ khác thường Hắn tùng tìm cười nụ một mình Và hai mắt thì sáng lên lấp lánh Người đàn bà đi sau hắn Chừng ba bốn bước Thị cắp cái thúng con Đầu hơi cúi xuống Cái nón rách tàng nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt Thị có vẻ giòn rén, e thẻ Mấy đứa trẻ con thấy lạ Vội chạy ra đón xem Sợ chúng nó đùa như trước Chàng vội vàng nghiêm nét mặt Lắc đầu ra hiệu không bằng lòng Mấy đứa trẻ đứng dừng lại nhìn chàng Đột nhiên có đứa gào lên Anh chàng ơi Chàng quay đầu lại Nó cong cầu cào lên lần nữa Trông vợ hai Chàng bật cười Bố danh! Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm Thị nhíu đôi lông mày lại Đưa tay lên sóc sóc lại tà áo ngã từ xóm chợ về chiều càng sâu sắc heo hút từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt hai bên dãy phố úp xúc tối om không nhà nào có ánh đèn lửa dưới những gốc đa gốc gạo xù xì bóng những người đói giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết nhìn theo bóng chàng và bóng người đàn bà lủi thủi đi về bến người trong xóm lạ lắm Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán Hình như họ cũng hiểu được đôi phần Những khuôn mặt hốc hác u tối của họ Bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên Có cái gì lạ lùng và tươi mắt thổi vào cuộc sống đói khát tâm tối ấy của họ Một người thở dài Người khác khẽ thì thầm hỏi Ai đấy nhỉ? Hay là người nhà dưới quê bà cụ tứ mới lấy? Chả phải Từ ngày còn mổ ma ông cụ tứ Có thấy họ mặc nào lên thăm đâu Quái nhỉ Im một lúc Có người bỗng lại cười lên rung rúc Hay là vợ anh cu chàng Ừ Khéo mà vợ anh cu chàng thật anh em ạ à. Chồng chị ta thèn thẹn hay đáo đẻ Ôi chà ở đất này còn rước cái của nợ đời về Biết có nuôi nổi nhau Sống được qua cái thì này không Họ cùng nín lặng Người đàn bà như cũng biết Xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình Thị càng ngượng nghịu Chân Nọ bước díu cả vào chân kia Hắn cũng thế Nhưng hắn lại thấy vậy làm thích ý lắm Cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình Người đàn bà cầu nhau câu gì trong miệng Hắn quay lại hỏi Gì hả Không Hắn cũng cầu nhau Làm gì mà họ khỏe nhìn thế không biết Hắn bỗng đứng dừng lại Nhìn ngang nhìn ngửa. Này bác Trang Bác Trang Sau một khuôn cửa tối một cái đầu chọc thỏ ra gọi giật giọng Chàng lật đật quay lại Về muộn mấy Hắn vào chơi cái đã nào Chàng đứng lại thoái thác Thôi Ông để cho hôm khác Cái đầu chọc nháy nháy một con mắt Hất hất về phía người đàn bà hóm hình Cánh nào đây À hà người quen Thôi để hôm khác ông nhá Hắn quay ngoắt trở ra Là đợt chạy theo người đàn bà như người xấu hổ chạy trốn. Người đàn bà đã đi đến trước cái miếu cũ, chàng gọi với. ấy rẽ lối này cơ mà. Đằng này à? Ừ. Hai người lặng lẽ rẽ xuống một con đường nhỏ. Con đường sâu thăm thẳm, luồn giữa hai bờ tre cao vút. Ở đây vắng vẻ thoải mái. Hắn định nói với thị một vài câu rõ tình tứ mà chẳng biết nói thế nào. Hắn cứ lúng ta lúng túng Tay nọ xoa so xoa so vào vai kia Đi bên người đàn bà Thị cũng không nói gì Hai con mắt tư lự nhìn ra phía trước Tiếng gió trên bờ tre rì rào Và tiếng lá khô kêu xào xạc dưới bàn chân Trong một lúc Chàng hình như quên hết những cảnh sống ê trẻ tăm tối hàng ngày Quên cả cái đó khát ghê gớm đang đe dọa Quên cả những tháng ngày trước mặt Trong lòng hắn bây giờ Chỉ còn là tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên Một cái gì mới mẻ Lạ lắm chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy. Nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt chàng, tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng. Sắp đến chưa? Người đàn bà chợt hỏi. Sắp? Nhà có ai không? Có một mình tôi mới u. Thị tùng tìm cười. Đã một mình lại còn mấy u, bé lắm đấy. Hắn bật cười. Ai nhỉ, Câu chuyện xem chừng là thân thân Hắn đi sát gần bên thị hơn Ngẫm nghĩ một lúc Chợt hắn giơ cái chai con Vẫn cầm lăm lăm một bên tay lên khoe Dầu tối thấp đây này Sang nhỉ Khá thôi Hai hảo đấy Đặt quá Cơ mà thôi chẳng cần Hoàng nó vừa vừa chứ Hắn chặt lưỡi Vợ mới vợ miết Cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ Chẳng nhẽ Chưa tối đã rút ngay vào he <laughs> he Khỉ gió Thị phát đánh đét vào lưng hắn Khoạm mặt lại Hắn thích chí ngờ cổ cười khánh khách Mấy con chó giật mình chạy thọt vào trong lũy Thò mồm ra sủa váng lên Chàng nhập một hòn gạch Vung tay ném mạnh một cái Mẹ bố chúng mày cắn gì thế Vẫn chưa đến à Còn chán Khiếp Thị co mày lại dễ lên Hắn phí ra cười Cúi xuống nhấc cành rong dấp cổng ra reo lên đấy rồi thị lặng lặng theo hắn vào trong nhà cái nhà vắng teo đứng rung gió trên mảnh vườn mọc lồn lồ nhổn những búi cỏ dài thị đào mắt nhìn xung quanh cái ngực gầy lép nhô hẳn lên nén một tiếng thở dài chàng xăm xăm bước vào trong nhà nhấc tấm phên rách sang một bên thu dọn những niêu bát sống áo vứt bừa bộn cả trên giường dưới đất hắn quay lại nhìn thị cười cười không có đàn bà nhà cửa thế đấy Thị nhếch mép cười nhặt nhẽo Chàng vỗ vỗ xuống giường đon đả Ngồi đây, ngồi xuống đây, tự nhiên Người đàn bà theo lời hắn Ngồi mớm xuống mép giường Cả hai bỗng cù ngợ nghịu Chàng đứng tay ngây ra giữa nhà một lúc Chợt hắn thấy sợ sợ Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ Hắn lấm lép bước vội mấy bước ra sân gắt lên Sao này nay bà lão về muộn thế không biết Hắn loanh quanh hết chạy ra ngõ đứng ngóng lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà Thị vẫn ngồi mớm ở mép giường Hai tay ôm khư khư cái thúng Mặt bẩn thần Hắn nghĩ bụng Quái sao nó lại buồn thế nhỉ Ồ sao nó lại buồn thế nhỉ Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt Tùng tìm cười một mình Nhìn thị ngồi ngay giữa nhà Đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ Như không phải thế Giả hắn đã có vợ rồi đấy ư ừ. Hà, việc xảy ra thật hắn cũng không ngờ Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào Đâu có hai bẩn ấy thế mà thành vợ thành chồng Ít lâu nay Hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh Mỗi bận qua cửa nhà kho Lại thấy mấy chị con gái ngồi vêu dạ ở đây Hắn đoán họ ngồi đấy Nhặt hạt rơi vãi Hay ai có công việc gì gọi đến thì làm Một lần hắn đang gỏ lưng kéo cái xe bỏ thóc Vào dốc tỉnh Hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc Hắn hò rằng Muốn ăn cơm trắng mới giò này lại đây mà đẩy Xe bò với anh nỉ Chủ tâm Hắn cũng chẳng có ý chồng gẹo cô nào Nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn Cười như nát nẻ Kìa anh ấy gọi Cô muốn ăn cơm trắng mới giò Thì ra đẩy xe bò với anh ấy Thị cong cớn Có khối cơm trắng mới giò đấy Này nhà tôi ơi Nói thật hay nói khoác đấy Chàng ngoái cổ lại vuốt mồ hôi trên mặt cười thật đấy có đẩy thì ra mau lên thị vùng đứng dậy toàn toàn chạy lại đẩy xe cho chàng đã thật thì đẩy chứ sợ gì đang ấy nhỉ thị liếc mắt cười tít chàng thích lắm từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có người con gái nào cười với hắn tỉnh tứ như thế lần thứ hai chàng vừa trả hàng xong ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh thì thị ở đâu sầm sập chạy đến Thị đứng trước mặt hắn xương xỉa nói Điêu, người thế mà điêu Hắn dướng mắt nhìn thị không hiểu Thật ra lúc ấy Hắn cũng chưa nhận ra thị là ai Hôm nay thị rách quá Áo quần tả tơi như tổ địa Thị gây sọp so hẳn đi Trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt Chỉ còn thấy hai con mắt Hôm ấy leo lẻo cái mổ hẹn xuống Thế mà mất mặt À, hắn nhớ ra rồi Hắn tuyết miệng cười chả à, hôm ấy thì hôm nay vậy này hắn ngồi xuống ăn miếng dầu đã có ăn gì thì ăn chả ăn dầu thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn đây muốn ăn gì thì ăn hắn vỗ vào đùi rích bố cu hả hai con mắt trũng hoáy của thị lập tức sáng lên thị đon đả ăn thật nhá Ừ, ăn thì ăn sợ gì thế là thị ngồi xả xuống ăn thật Thị cắm đầu ăn một chọc Bốn bát bánh đúc liền Chẳng chuyện trò gì Ăn xong Thị cầm dọc đôi đũa Quẹt ngang miệng thở Hà ngon Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố Hắn cười Làm đếch gì có vợ Này nói đùa chứ Có vẻ với tớ thì ra khuôn hàng lên xe Rồi cùng về Nói thế Chàng cũng tưởng là nói đùa Ai ngờ Thị về thật Mới đầu anh chàng cũng chọn nghĩ Thóc gạo này Đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không Lại còn đèo bòng Sau không biết nghĩ thế nào Hắn chặt lưỡi một cái Chặt kệ Hôm ấy Hắn đưa thị vào chợ tỉnh Bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con Đựng vài thứ lặt vặt Và ra hàng cơm đánh một bữa thật no nê Rồi cùng đẩy xe bỏ về Chàng chặt đứng dừng lại Lắng tai nghe Ngoài ngõ có tiếng người húng hắng ho Một bà lão từ ngoài rặng tre Lọng khọng đi vào ngõ Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, chàng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào trong nhà. U đã về đấy. Hắn lật đật chạy ra đón. Hôm nay sao U về muộn thế? Làm tôi đợi nóng cả ruột. Bà cụ tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng, chậm chạp hỏi. Có việc gì thế vậy? Thì U hắn cứ vào trong nhà đã nào. Bà lão phấp phòng bước theo con vào trong nhà đến giữa sân bà lão đứng sững lại bà lão càng ngạc nhiên hơn quái sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia sao lại chào mình bằng u không phải con cái đục mà ai thế nhỉ bà lão hấp hấy cặp mắt cho đỡ nhoèn vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa vẫn chưa nhận ra người nào bà lão quay lại nhìn con tỏ ý không hiểu chẳng tươi cười thì u hắn vào ngồi lên giường lên giết chính chuyện cái đã nào bà lão lập cập bước vào người đàn bà tưởng bà lão già cả điếc lác thị cất tiếng chào lần nữa u đã về ạ à? ô hay thế là thế nào nhỉ bà lão băn khoăn ngồi xuống giường chẳng nhắc nhẹ kìa nhà tôi nó chào u thấy mẹ vẫn chưa hiểu hắn bước lại gần nói tiếp Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ à. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau Chẳng qua nó cũng là cái số cả Bà lão cúi đầu nín lặng Bà lão hiểu rồi Lòng người mẹ nghèo khổ ấy Còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự Vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình Chào ôi Người ta dựng vợ gả chồng cho con Là lúc trong nhà ăn nên làm nổi Nhưng mong sinh con đẻ cái Mở mặt sau này Còn mình thì trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không bà lão khẽ thở dài đứng lên đăm đăm nhìn người đàn bà thị cúi mặt xuống tay vân vê tả áo đã rách bợt bà lão nhìn thị và bà nghĩ người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này người ta mới lấy đến con mình mà con mình mới có được vợ thôi thì bổn phận bà là mẹ bà đã chẳng lo lắng được cho con May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này Thì thằng con bà cũng có vợ Nó yên bề nó Chẳng may ra ông giỏi bắt chết cũng phải chịu Chứ biết thế nào mà lo hết được Bà lão khẽ dặn hắn một tiếng Nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới Ừ Thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau U cũng mừng lòng Chàng thở đánh phào một cái Ngực nhẹ hẳn đi Hắn hò khẽ một tiếng Bước từng bước dài ra sân Bà cụ tứ vẫn tử tốn tiếp lời Nhà ta nghèo con ạ à. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn Rồi ra mây mà ông rời cho khá Biết thế nào hả con Ai giàu ba họ Ai khó ba đời Có ra thì rồi Con cái chúng mày về sau Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài Bóng tối trùm lấy hai con mắt Ngoài xa Dòng sông trắng sáng uốn khúc trong cánh đồng tối Mùi đốt đống giấm Ở những nhà có người chết Theo gió thoảng vào khét lẹt Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài Bà lão nghĩ đến ông lão Nghĩ đến đứa con gái út Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dai răng dặc của mình Vợ chồng chúng nó lấy nhau Cuộc đời chúng nó Liệu có hơn bố mẹ trước kia không Con ngồi xuống đây Ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân Bà lão nhìn người đàn bà Lòng đầy thương xót Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi Người đàn bà khẽ nhúc nhích Thị vẫn khép nét đứng nguyên chỗ cũ Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật Kẻ có ra Làm được răm mâm thì phải đấy Nhưng nhà mình nghèo Cũng chả ai người ta chấp nhận chỉ cái lúc này Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi Năm nay thì đói to đấy Chúng mày lấy nhau lúc này U thương quá Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa Nước mắt cứ chảy xuống dòng dòng Chàng đứng ngoài thấy vậy Hắn bực mình quá Hầm hầm bước vào trong nhà Đánh diêm đốt đèn Thấy sáng Bà lão vội vàng lau nước mắt ngẩng lên Có đèn đấy à Ừ thắp lên một tí cho sáng sủa Dầu bây giờ đắt cớm lên đấy mẹ à Bà lão đứng dậy quẹo quài, quài sang giường bên kia nằm Chàng lào bỏ trong miệng Chán quá Chẳng đâu vào đâu tự nhiên cũng khóc Tiếng bà cụ tứ bên kia nói với sang Hôm nào nghỉ ở nhà kiếm lấy ít nữa Về đan kết phên mà ngăn ra mẹ à? Vâng Chàng ngoan ngoãn đáp lời mẹ Hắn toan quay lại bảo thị cởi áo đi nằm Nhưng thấy thị ngồi bần thần dưới chân giường Tự nhiên hắn lại không dám Hắn lặng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Cả hai cùng sượng sùng Chả biết nói gì Ánh đèn vàng đục ở góc nhà Tỏa ra ấm áp và kéo dài hai cái bóng trên vách Bên ngoài Gió từ mặt sông thổi lên rì rào Như tiếng người thầm thì nói chuyện Giữa sự im lặng của đôi vợ chồng mới có tiếng ai hở khóc ngoài xóm Lọt vào tỉ tê lúc to lúc nhỏ Người đàn bà bỗng thở dài Chẳng quay lại khẽ hỏi Buồn à Không "Gừng, Sao lúc này nói chuyện dai thế Đợi suốt cả ruột Thị lườm hắn không trả lời Hắn xích lại cười cười Thôi khuya rồi đấy ngủ đi Thị giơ tay củng vào chán hắn Chỉ được cái thế là nhanh Dơ hắn cười khì khì vươn cổ thổi tắt vột ngọn đèn trong đêm khuya tiếng hờ khóc tỉ tê nghe càng rõ sáng hôm sau mặt trời lên bằng con sào chàng mới trở rời trong người êm ái lẩn lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi xa việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải hắn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng loá sói vào hai con mắt còn cay xẻ của hắn Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái Và bỗng chợt nhận ra Xung quanh mình Có cái gì vừa thay đổi mới mẻ khác lạ Nhà cửa sân vườn hôm nay Đều được quét tước Thu dọn sạch sẽ gọn gàng Mấy chiếc quần áo rách như tổ địa Vẫn vắt khư mươi niên ở một góc nhà Đã thấy đem ra sân hong Hai cái ăn nước vẫn để khô cong Ở dưới gốc ổi Đã kín nước đầy ấm ấp Đống rắc mồn tung hoành ngay lối đi Đã hót sạch Ngoài vườn Người mẹ đang núi húi dãy những bụi cỏ mọc nham nhở vợ hắn quét lại cái sân tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất cảnh tượng thật đơn giản bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng hắn đã có một gia đình hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng bây giờ hắn mới thấy hắn lên người Hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân. Hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà. Bà cụ tứ chợt thấy con trai đã dậy. Bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu. Anh ấy dậy rồi đấy. Con đi dọn cơm ăn chẳng muộn. Vâng. Người đàn bà lặng lặng đi vào trong bếp. Chàng non thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực. Không còn vẻ gì trao chất trong lòng như mấy lần chàng gặp ở ngoài tỉnh Không biết có phải vì mới làm sâu Mà thị tu trí làm ăn không Bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm Tươi tỉnh khác ngày thường Cái mặt bủng beo u ám của bà Dạng dỡ hẳn lên Bà lão xăm sắn thu dọn Quét tước nhà cửa Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng Thu xếp nhà cửa cho quang quẻ nề nếp Thì cuộc đời họ có thể khác đi Làm ăn có cơ khấm khá hơn Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại Giữa cái mẻn rách có độc một lồm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn gia cảnh với con dâu bà lão nói toàn chuyện vui toàn chuyện sung sướng về sau này chàng ạ à, khi nào có tiền tao mua lấy đôi gà tao tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá này ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem chàng chỉ vâng chẳng vâng rất ngoan ngoãn Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp như thế Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại Nhiều cháo lọng bỗng Mỗi người đều có lưng lưng hai bát đã hết nhãn Bà lão đặt đũa bát xuống Nhìn hai con vui vẻ Chúng mày đợi u nhá Tao có cái này hay lắm cơ Bà lật đật chạy xuống bếp Lễ mễ bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi ngút Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹt cưng, Cầm cái môi vừa khối khuấy vừa cười Chè đây Bà lão múc ra một bát Chè khoán đây Ngon đáo đẻ cơ Người con dâu đón lấy cái bát Đưa lên mắt nhìn Hai con mắt thị tối lại Thị điểm nhiên và vào miệng Chàng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho Người mẹ vẫn tươi cười đon đà Cám đấy mày ạ à, Hì, ngon đáo đẻ Cứ thử ăn mà xem Xóm ta khối nhà con chả có cám mà ăn đấy Chẳng cầm đôi đũa Gợt một miếng bỏ vội vào miệng Mặt hán chung ngay lại Miếng cắm đắng chát và nghệ bứ trong cổ Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì Họ cắm đầu ăn cho xong lần Họ tránh nhìn mặt nhau Một nỗi tủi hờn lên vào tâm trí mọi người Ngoài đình bỗng rộn lên một hồi trống Rồn rập vội vã Đàn quạ trên những cây gạo cao chót vót ngoài bãi chợt thốt hoảng bay vù lên lượn thành từng đám bay vần trên trời như những đám mây đen người con dâu khét thở dài thị nói lý nhí trong miệng chống gì đấy u nhỉ chống thúc thuế đấy đằng thì nó bắt rồng đây đằng thì nó bắt đóng thuế rời đất này không chắc đã sống qua được đâu các con à. bà lão ngoảnh vội ra ngoài bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc người con dâu có vẻ lạ lắm thị lầm bầm ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à Im lặng một lúc Thị lại tiếp Trên mạng Thái Nguyên Bắc Giang Người ta không chịu đóng thuế nữa đâu Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật Chưa cho người đói nữa đấy Chẳng thần mặt ra nghĩ ngợi Cái mặt to lớn bặm lại khó đâm đâm Miếng cám ngậm trong miệng hắn Đã bã ra chát xít Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật Chẳng hỏi vội trong miếng ăn Việt Minh phải không Ừ Sao nhà biết Chàng không trả lời Trong ý nghĩ của hắn Vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sổ Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm Hôm ấy hắn làm má nghe người ta nói Họ là Việt Minh đấy Họ đi cướp thóc đấy Chàng không hiểu gì sợ quá Kéo vội xe thóc của liên đoàn tắt cánh ruộng đi lối khác À Sao họ đi phá kho thóc chia cho người đói Tự dưng hắn thấy ân hận Tiếc rẻ vần vơ khó hiểu Ngoài đỉnh tiếng chống thúc thuế vẫn dồn dập mẹ và vợ chàng đã bùng đũa đứng dậy trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới